Xin chào các bạn, chào mừng các bạn với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì sẽ thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn làm đồ thủ công. Mình có thể dùng làm đồ dùng, đồ trang trí, quà tặng cũng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một chiếc túi trứng gà rất là dễ thương, mini bằng len. Mình có thể dùng làm quà tặng, dùng làm móc treo ba lô, túi sách, hoặc là dùng làm một chiếc túi mini đựng son, đựng các cái đồ nhỏ xinh, rất là dễ thương. Để làm được một chiếc túi trứng gà mini dễ thương bằng len như thế này, thì mời các bạn theo dõi video sau của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng làm một chiếc túi trứng gà dễ thương bằng len mix cotton 125g. Mình sẽ dùng màu trắng, màu xanh lá, màu vàng nhạt, màu nâu và màu cam. Mình sẽ dùng mắt 6 mini này. Kim khâu và kéo để cắt len nhé. Kéo móc bấm đều được. Kim móc thì mình sẽ sử dụng kim móc 2 đầu, đầu 3 chấm và 4 chấm. Đây mình sẽ sử dụng cái đầu 3 chấm này. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu cùng làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu xanh trước này để làm phần trứng nhé, phần túi đó. Mình sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi bính. Trong vòng tròn ma thuật móc 6 mũi móc đơn. Xếp vòng tròn ma thuật á, sang trượt mũi kết hàng lên mũi bính, lên hàng 2. Hàng 2 sẽ móc 6 mũi tăng. Mũi tăng là mũi sẽ móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân. Hàng 2 này sẽ móc 2 mũi móc đơn chung chân cho đến khi hết hàng. Sang chuyển mũi kết hàng lên mũi bính lên hàng 3. Hàng 3 thì cũng sẽ tăng 6 mũi móc từ chân mũi trượt, một mũi móc đơn, một mũi tăng, móc lặp lại một mũi móc đơn, một mũi tăng cho đến khi hết hàng. Sang chuyển mũi kết hàng nên mũi bính lên hàng 4. Hàng 4 cũng sẽ tăng 6 mũi móc từ chân mũi trượt, một mũi móc đơn, một mũi tăng, móc 5 cụm, 2 mũi móc đơn, một mũi tăng. Móc một mũi móc đơn ở cuối hàng, sang chuyển mũi kết hàng lên mũi bính lên hàng 5. Hết hàng 4 thì mình có 2-4 mũi móc đơn nhé. Lên hàng 5 thì mình sẽ tăng 4 mũi móc từ chân mũi trượt,
5 mũi móc đơn. Một mũi tăng. Móc lặp lại 5 mũi móc đơn. Một mũi tăng cho đến khi hết hàng. Sang chuyển mũi kết hàng, lên mũi bính, lên hàng 6. Hàng 6 cũng tăng 4 mũi, móc từ chân mũi trượt, 3 mũi móc đơn, 1 mũi tăng. Móc 3 cụm, 6 mũi móc đơn, 1 mũi tăng. Móc 3 mũi móc đơn cuối hàng. Sang chuyển mũi kết hàng, lên mũi bính, lên hàng 7. Hàng 7 cũng sẽ tăng 4 mũi, móc từ chân mũi trượt, 7 mũi móc đơn. Một mũi tăng. Móc lặp lại 7 mũi móc đơn. Một mũi tăng cho đến khi hết hàng. Chuyển mũi kết hàng, lên mũi bính, lên hàng 8. Hết hàng 7 mình có 36 mũi móc đơn, lên hàng 8 sẽ móc được chân mũi trượt, 36 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Hết hàng 8, sang chuyển mũi kết hàng, nên mũi bính lên hàng 9. Hàng 9 cũng móc từ chân mũi trượt, 36 mũi móc đơn, không tăng không giảm.
Kết hàng 9 sang trượt mũi kết hàng, nên mũi bính lên hàng 10. Hàng 10 sẽ móc từ chân mũi trượt, 9 mũi móc đơn. Mình sẽ móc lên 5 mũi bính. Xuống chân móc thứ 2. Nên 5 mũi bính nhá, móc trên mũi móc đơn nên 5 mũi bính. Xuống chân móc thứ 3 sẽ móc 2 mũi nửa kép, 1 2, 1 mũi móc đơn. Sau đó sẽ xuống hàng móc tiếp 18 mũi móc đơn. Phần này là mình sẽ móc 1 phần tay đấy nhá. Mũi móc đơn, sau đó mình sẽ lên tiếp 5 mũi bính, 3 4 5. Quay đầu từ kim móc xuống là chân móc thứ 3, sẽ móc 2 mũi nửa kép, 1 2, 1 mũi móc đơn. Và xuống hàng móc tiếp 9 mũi móc đơn còn lại. Chuyển mũi kết hàng, siết chặt tay nên mũi bính nên hàng 11. Hàng 11 sẽ móc từ chân mũi trượt 6 mũi móc đơn. Một mũi giảm, mũi giảm là mũi sẽ móc 2 mũi móc đơn chung vào một kim móc. Sau đó sẽ móc tiếp 7 mũi móc đơn.